review thử cái loại kẹo này nè, theo yêu cầu của các bạn này nè. Nên hôm nay mẹ Dương đã đặt hàng về để bố mẹ con mình cùng ăn thử kẹo sô cô la sấy giòn. Rồi cho Vani này, Vani khoái chơi này đó các bạn ạ. Bóp nó kêu tít tít. Xuống dữ vậy. Ở trong có một cái bức thư ngỏ nè. Rồi cái cách bảo quản, hướng dẫn bảo quản nhiệt độ nè. Rồi đây là những cái viên sô cô la đó. Ồ. Đây. Kẹo sấy giòn sô cô la. Có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 7 cục. Cái bịch của Ruby sao nó khác rồi ta? À, của Ruby là marshmallow, kẹo marshmallow. Nó có mờ không? Cái này là được tặng. Mình mua 6 cục này thì người ta tặng cho mình chứ không phải là mẹ Dương mua kẹo marshmallow sấy giòn. Chắc tặng để mình ăn thử. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử kẹo sô cô la sấy giòn nha. Rồi, bây giờ tôi biết mở không? Biết. Rồi, đây cho sushi nè, sushi. Rồi, mẹ Dương ăn thử nha. Tôi sô cô la con ra. À vậy hả? Mani cảm nhận vậy hả? Nó bị dân thử nha. Nghe thì có mùi thơm đó. Cũng hơi cứng nha. Tại vì sấy giòn mà. Có một chút caramel. Cherry thấy mọi người đang vui quá nên là cũng hét lên. Mẹ Dương ăn cái này mẹ Dương cảm nhận nó làm từ cái sô cô la gì ngoài siêu thị hay bán nè, mà cái thanh nó màu nâu nâu quá. Đúng rồi, cái màu nó sốt giống như màu đó. Caramel nó mẹ Dương quên, à Snicker gì á, sô cô la Snicker màu nâu nâu, cái thanh nó ngắn ngắn vậy nè. Cái vị nó y chang vậy luôn. Mẹ Dương nghi là người ta mua về người ta cắt ra thành từng cái miếng nhỏ về từng người ta xí khô lên. Đó, ăn thử nguyên miếng luôn nè. Lúc đầu cắn vô thì cứng nhưng mà bên trong nó xốp xốp, nhưng mà cái phần cứng nó vẫn nhiều hơn. Nhưng mà cái độ thơm á, cái độ mà đậu phộng nè, caramel nè, nó vẫn còn giữ nguyên vậy luôn, vẫn thơm. Cho bố thử miếng không? Em quên hết hết đây luôn, giữ trong tay. Ngon á, nhưng mà hơi ngọt. Cái bánh, cái dạng sô cô la này ở ngoài siêu thị bán là nó như vậy mà, ở trong là bánh. Bên ngoài sô cô la. À, chắc Vani thích. Ruby sushi đều thích hết. Hơi ngọt. Cứ sô cô la thích. Tại không phải, tại vì các bạn chất cái sô cô la này là nó ngọt. Các bạn mua về á, mua sushi về ăn nó vẫn ngọt. Ngon không Tiên? Sấy thì không ngon mấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn thử cái quà tặng này. Ba mẹ con mình sẽ mỗi người cắn thử một miếng. Đó. Mẹ xé hay. Rồi ra nè. Đây người ta tặng mình một cục nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây cái bịch thì to. Marshmallow. Rồi mẹ Dương cắn trước nha. Trời ơi không, để mẹ cắn trước, mẹ cho xui một miếng nha. Ê, mềm. Hơi cứng. Mềm mà dai, nó dai à. Nhưng mà nó vẫn có độ cứng trong đó. Nhưng mình bóp á, mình cảm giác được đó nó vẫn mềm mềm. Cho Vani một miếng. Nói chung ăn cũng được. Tại vì mình đang ăn sô-cô-la nó ngọt á. Bây giờ mình qua mình ăn cái này nó lạc nhất luôn các bạn. Không còn nghe mùi gì luôn, lạc nhất luôn. Đúng rồi. Như là nhai xin cơm vậy à. Marshmallow được, tất cả những này mình đều nuốt được hết. Nếu mà các bạn muốn ăn thử á, thì mẹ Dương có để một cái đường link đường để mua hàng á, thì các bạn click vô đó nha. Ở phía dưới nè, cái link này link mẹ Dương mua luôn nè. Chứ mẹ Dương thấy là cũng ok, ăn cục thôi. Chứ mình mà ăn hai cục sẽ bị ngọt lắm. Chưa lâu lâu buồn buồn á. Mình đã cướp luôn một cục rồi. Mình ăn cục thôi là ok. Rồi, video clip review theo các bạn này nè. Sô cô la, kẹo sô cô la sấy giòn của mấy mẹ con mình đến đây là hết rồi. Con Phương xin chào. Tạm biệt các bạn. Bye bye.